Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình cùng một số anh em ở lớp trong khóa K13 đi xem triển lãm tranh ở ngoài Hà Nội. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bức tranh sơn mài của một họa sĩ cũng đang bán được tranh ở trong thị trường tranh Việt Nam, Chu Việt Cường. Đây là một người bạn học cùng lớp mình. Đây là bạn Nguyễn Ánh. Còn đây thì mình không biết. Bức tranh này cũng có giá khá là cao, mình sẽ di thấp xuống một chút để cho anh em biết giá. Đó, giá khá cao đấy. Chó đá. Đây là tranh của Phạm Ánh, chuyên vẽ về góc phố và những con ngõ nhỏ, góc nhìn rất là hẹp. Không biết các bạn nhìn sao nhưng mình thấy các cái tranh như này rất thích, rất đẹp. Alo. Sắp về rồi, đợi em tí nhá. Đây, hai bức này là vẽ về chủ đề phố. Tranh này bán cũng khá là cao, mình đoán vậy. Đây cũng là một bức nữa của họa sĩ Chu Việt Cường này đó. Hai tranh hai bên là tranh trừu tượng. Đây, một số anh em đang đứng trước ống kính là anh em khoa học khóa K13. Cũng tầm gần chục anh em đi xem thôi, cũng không phải đi tận. Trước mặt các bạn là một người mẫu rất là xinh đẹp. Đây là hai bức tranh chân dung của một họa sĩ cũng là kiêm giảng viên nữa. Bức này chắc là vẽ về mùa thu. Đấy, các anh em nhìn giá nha, 48 triệu. Bức này là sơn mài cũng là đắt. Thường thì tranh sơn mài thì đắt. Tất cả những màu vàng anh em đang nhìn thấy đấy là bằng vàng thật. Và màu trắng là màu bằng bạc thật. Hoặc là vỏ trứng đấy. Các cái lá tre này tỉa bằng vàng đấy. Vàng nhưng mà không phải vàng 9.4 mà 4.9. À 9.4, 45 triệu. 79 nhân 88 hơn 80, không đọc rõ. Đây một thể loại tranh cũng góc phố giống cái bước đầu tiên. Đấy, chất sơn vẽ rất dày. Đây là một triển lãm tranh thì mang tính chất là nghệ thuật cao hơn. Thì cũng có thể là rất nhiều người xem cũng có thể là thấy không đẹp. Đây là mình quay, sẽ quay tổng thể rất là nhiều bức, cũng có cả tranh trừu tượng. Đấy, người ta vẽ góc cảnh rất là đơn giản,
Nhưng những bức này cũng không hề rẻ đâu. Đó, cận cảnh. Đấy, những bức đơn giản như vậy thôi mà cũng 28 triệu. Những cái triển lãm này người ta cứ đăng, người ta gọi là một cái triển lãm tập hợp tranh về để hội tụ những họa sĩ đến đây trưng bày, và các nhà sưu tập người ta cũng đến tìm mua. Thì cứ đăng như vậy nhưng mà bán hay không thì không biết. Nhưng cũng có nhiều triển lãm bán được gần hết tranh, cũng có những triển lãm không bán được mấy. Đấy, cũng tùy. Tại vì hầu như bây giờ thời buổi Facebook thì 30 triệu. Thời buổi Facebook thì hầu như các nhà sưu tập người ta cũng tìm hiểu họa sĩ trước trên Facebook rồi. Đây là một bức tranh sơn mài nữa. Sơn mài sẽ có giá cao. Các nhà sưu tập đã tham khảo họa sĩ trước rồi mới đến đây và xem trực tiếp tranh, và nếu mà thương lượng được thì có thể mua. Hầu như cái giá này là đã niêm yết này thì hầu như không giảm đâu. Đấy, giới thiệu một chút thì các cái tranh sơn mài này vẽ rất là lâu các bạn nhé. Vẽ lâu và cái giá vẽ đấy, bức này 60 triệu này. Vẽ rất là lâu và vẽ nó kỹ thuật đặc biệt, nó không giống như các cái tranh bình thường. Đây là hai bức tranh của thầy mình, thầy dạy ôn ngày trước, dạy ôn thi vào trường này. Bức này chắc là vẽ về mùa thu, chủ đề mùa thu. Đấy, những cái vết sơn nó dày như vậy. Quay cận cảnh cho anh em thấy cái độ dày của nó. Bức này rẻ thôi, 16 triệu. Ngày vẽ hai bức. Đây, bức cái này mình rất thích này. Cái tông màu này mình đẹp, thấy đẹp. Nhưng bức này hình như giá cũng rẻ. Thể loại gam màu này mình thích. Mười tám triệu là rẻ đấy. Đây là hai bức tranh về thiếu nữ, thì đây là cũng bạn mình mà treo lơ như vậy chắc là cũng bán được rồi. Đây là hôm buổi đầu tiên thì cũng chưa biết thế nào. Đây là hôm mình đi khai mạc. Thường những bức tranh treo lơ là những bức tranh đã bán được rồi. Đây cũng một tác phẩm góc phố, những con ngõ nhỏ. Cái chủ đề góc nhỏ này được nhiều họa sĩ khai thác. Đấy, thì tranh nghệ thuật mọi người nhìn sẽ nó khác những cái tranh ở thị trường của mình đang học, đang vẽ phục vụ dân, thì nó mang tính là thị trường thì bắt mắt, ấn tượng. Đây là không gian của cái phòng trưng bày. Thường thì các cái phòng trưng bày này sẽ có buffet ở bên trong, là đồ ăn nhẹ, bánh kẹo và bia rượu để phục vụ cho những bạn bè anh em đến tham gia triển lãm thì ăn nhẹ và có ly rượu để chúc mừng. Nhưng mà cái triển lãm này thì đặc biệt là không có. Không phải là không có mà có, nhưng ở bên ngoài thì ai có nhu cầu thì phải ra bên ngoài hành lang. Dùng thì đâu, hầu như là không có ai ra. Đây là bức tranh vẽ về thiếu nữ dân tộc. Cái máy nó bắt nét hơi chậm. Cái ra mà đây là bức tranh chắc vẽ về cầu, cũng hơi trừu tượng một tí. Bức này kiểu này mình cũng thích này. Thì cái dạng buffet ăn như thế thì nó không phù hợp. Thường mình đi dự triển lãm nhiều nhưng chưa có triển lãm nào như này. Hầu như là phải để buffet ở trong tại ở trong phòng trưng bày luôn. Anh em gặp nhau bắt tay bắt chân rồi làm bậm năm ba ngụm rượu vang chua chát gì đó, chúc mừng nhau nó vui hơn và nó ấm cúng hơn. Tự nhiên bây giờ xem tranh chán rồi xong đi ra ngoài ăn uống ngoài, mình đến đâu có phải để uống rượu đâu.
mình đến để xem tranh mà. Đấy, thường thường sẽ để những cái chỗ rộng ở giữa này, những cái quầy để xếp những cái bàn và để những cái quầy xung quanh, người ta đi xung quanh ăn uống rồi ngắm tranh nó hay hơn. Nhưng mà đây là cái ông chủ của cái khu nhà này, người ta không cho phép để trong này, bắt để ra ngoài. Thì những cái khu triển lãm ở Hà Nội này cũng rất là nhiều khu, rất là nhiều khu, nhưng cái chỗ này chắc là rẻ hơn những chỗ khác. Các họa sĩ đây gần toàn những họa sĩ trẻ thì hội tụ tranh mang về đây, hợp tác với nhau trước rồi mang về đây, thì chi phí rồi thuê nhà, thuê mặt bằng, rồi là chi trả cho liên hoan, sinh hoạt, ăn uống, rồi thuê người mẫu trông rồi để bán hàng, bán tranh, trưng bày trung bình ít nhất là phải 1 tuần cho đến 10 ngày. Thường thường ít nhất là 1 tuần, nhiều thì 10 ngày. Như triển lãm này hình như cũng gần 10 ngày. Thì cũng quay vậy thôi, thì anh em xem qua một số các tác phẩm mình chụp lại. Đây là thầy của mình này. Đó. Đây là lớp khóa K13 nhưng mà đi không đủ. Thì anh em xem một số các tác phẩm mà chụp lại chi tiết để xem. Ok, chắc là mình sẽ không thuyết minh nữa. Chúc anh em xem tranh vui vẻ nha.